đang tổ chức sinh nhật vui vẻ. Cả nhà không ai bảo ai, bỗng đứng phát dậy. Người nào người nấy cũng hoang mang, hóa ra là vì lý do này. Chào một con út dậy tay tay. Thế mới biết hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau là như thế nào. Dù có là đang sinh nhật mà thấy hàng xóm sinh sự là bảo nhau đứng dậy liền. Chưa cần biết là có giải quyết được hay không, nhưng chỉ cần to tiếng là nhất định có mặt.